Ai cũng sẽ có những khó khăn riêng, những áp lực riêng. Không đi làm được do dịch bệnh, siêu mẫu Minh Tú đã thực hiện nhiều vlog chia sẻ về cuộc sống khi giãn cách của mình. Các hoạt động thường ngày như đọc sách, cắm hoa cho đến tập thể dục tại nhà đều được cô ghi lại để chia sẻ với khán giả thông qua mạng xã hội. Vận động cơ thể của chúng ta đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha mọi người. Việc mà Minh Tú có thể làm là mình có thể hỗ trợ cũng như là làm những cái điều tích cực để truyền tải cái năng lượng tích cực đó đến với mọi người. Nội dung chủ yếu mà Minh Tú lựa chọn á, thực ra không có gì mà to tát hết. Đó là những cái gì mà diễn ra xung quanh hàng ngày của Minh Tú trong khoảng 1.5 tháng qua, khi mà Minh Tú stay home, những cái việc mà Minh Tú chọn để làm sống một ngày của mình thật là tích cực và thật là ý nghĩa. Sau khi xong, sau đó là mình sẽ chuyển tiếp cho người dân. Bây giờ mình trở qua chỗ để đồ thôi. Cũng trong thời gian này, Hoa hậu Henie đã có nhiều video về quá trình làm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chống dịch. MC Đại Nghĩa liên tục cho ra những vlog hướng dẫn trồng rau và nấu ăn tại nhà. Bằng nhiều cách khác nhau, mỗi nghệ sĩ đã biến những chuỗi ngày ở nhà của mình và gia đình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Các bạn không quên việc là học và học online, đúng không các bạn Bin? Xem phim cũng tốt. Rồi hoạt động thể dục thể thao để tăng cao sức đề kháng như là ném bóng. Đúng rồi, có thể hơi chán đấy, có thể hơi bị đứt quãng công việc, đứt quãng việc học tập. Thế nhưng mà chúng ta đang ở nhà để làm một việc có vô cùng có ý nghĩa, đó chính là chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trước dịch bệnh diễn biến khó lường, ở nhà cũng đã là phòng chống dịch. Những chia sẻ của các nghệ sĩ đã góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Nếu như nghỉ Tết thì chúng ta cũng vẫn đi chúc Tết này hay đi chơi đâu đó. Nhưng cái dịp nghỉ này là nghỉ ở nhà và không đi đâu cả. Rất là tuyệt vời. Cháu xin chúc tất cả các cô chú đang bị bệnh thì mau chóng khỏi bệnh, giảm thiểu số lượng bệnh nhân nhất có thể. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, Minh Tú tin chắc điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng và vượt qua đại dịch lần này nhé. Không được nghĩ tiêu cực.